chăm sóc sức khỏe cho toàn dân và hệ thống quốc gia. Hay tôi nói một cách khác, tức là đái tháo đường hiện nay không phải là câu chuyện một ca là được chữa khỏi. Còn ở tại Việt Nam thì thưa quý vị, chúng ta xác định là có 16 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 13 người Việt Nam, một người quốc tịch Mỹ và hai người Trung Quốc. Và tổng cộng trong số 16 ca này thì đã có 7 người được chữa khỏi bệnh này. Đó là một vài thông tin mà chúng tôi xin được chia sẻ đến quý vị và các bạn. Và để góp phần cùng tham gia phòng chống dịch bệnh này đang diễn biến phức tạp thì mời quý vị một lần nữa nghe lại những thông tin khuyến cáo từ Bộ Y tế. Động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau đây. Đối với người dân thì cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đó là hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính có những biểu hiện như là sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết thì phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Người có các triệu chứng như là sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc là đến nơi tập trung đông người, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng này. Đối với cá nhân, cần phải vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc là bằng dung dịch sát khuẩn ít nhất là 20 giây. Súc miệng và họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, lên mũi, lên miệng để phòng lây nhiễm bệnh. Cần che miệng và mũi khi ho hoặc là bị hắt hơi, và tốt nhất là che bằng khăn vải hoặc là bằng khăn tay hoặc là ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Đảm bảo an toàn thực phẩm và chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín. Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người thì cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như là sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng, tránh mua bán và tiếp xúc với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã. Giữ ấm cơ thể, tăng cường sức khỏe bằng ăn uống, bằng nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý và tập luyện thể thao. Tăng cường thông khí ở trong khu vực nhà ở bằng cách là mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt của các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường như là xà phòng hay là các dung dịch khử khuẩn thông thường khác. Nếu như có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở thì phải đeo khẩu trang bảo vệ và đồng thời thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, được khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho các cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng của mình và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có những biện pháp hỗ trợ đúng. Đối với những người từ Trung Quốc trở về, Bộ Y tế cũng khuyến cáo. Những người từ Trung Quốc trở về Việt Nam cần tự cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Cần khai báo với cơ quan y tế sở tại nơi gần nhất để được hỗ trợ khi cần thiết. Trong trường hợp mà có các dấu hiệu như là sốt, ho, khó thở thì phải đeo khẩu trang bảo vệ, phải thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, được khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đi đến để thông tin về các triệu chứng của mình và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có những biện pháp hỗ trợ đúng. Với những người đi đến Trung Quốc thì Bộ Y tế cũng khuyến cáo. Nếu không có việc cần thiết hoặc công việc đột xuất thì không nên đến Trung Quốc trong thời gian xảy ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Trường hợp bắt buộc phải đi đến Trung Quốc thì phải hạn chế ra khỏi nhà, thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, được khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có những biện pháp hỗ trợ đúng. Thông tin về phòng chống bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra thường xuyên được cập nhật trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế ở địa chỉ là moh.gov.vn. Ngoài ra thì thông tin về tình hình dịch bệnh, về nguy cơ lây nhiễm và cách phòng tránh cũng được thường xuyên cập nhật trên website của Cục Y tế Dự phòng
và hầu như tất cả các cơ quan báo chí chính thống. Ngoài ra thì Bộ Y tế cũng đã cung cấp đường dây nóng để cung cấp thông tin về dịch bệnh đến tất cả người dân. Đó là số điện thoại 1900 3228. Xin được nhắc lại số điện thoại là 1900 3228. Vừa rồi là một số thông tin khuyến cáo của Bộ Y tế để mọi người cùng chung tay phòng chống dịch bệnh do virus chủng mới corona gây ra. Và bây giờ thì chúng tôi xin được dành thời gian để giao lưu với các bác tài. Thưa quý vị, là chiều ngày hôm nay trong nội dung của chương trình thì chúng tôi đã nhận được rất rất nhiều những bài thơ của các bác tài gửi về cho chương trình, là những bài thơ mong muốn được gửi đến cho những người yêu thương nhất của mình, là một nửa của mình. Và chúng tôi lên ở đây sẽ dành thời gian để đọc qua những bài thơ của các bác tài cũng như là những lời tâm sự rất là dễ thương. Mời quý vị và các bạn hãy chờ theo dõi với chúng tôi trong ít phút nữa. Bây giờ thì xin được dành thời gian để giao lưu với các bác tài chiều ngày hôm nay ạ. Alo. Dạ alo ạ. À. Dạ xin chào anh. Dạ em chào thấy anh ạ. À. Dạ. Rồi mời anh. Dạ. Dạ. Nói đầu tiên thì cho xin chào tất cả các anh em bạn hữu đường xa và an toàn của nhà. Dạ. Rồi, anh giới thiệu với mình luôn. Dạ. Dạ dạ. Cho em gửi lời chào đến anh Thương Quảng Nam và anh Phương đang làm việc ở quận 2 Hóc Môn ạ. Dạ chúc các anh em lái xe với các anh em bạn hữu đường xa toàn người nhà có một ngày ấm áp bên người thân yêu ạ. Dạ. Dạ em tên Hoài, hôm nay 30 tuổi, em đến từ Cà Mau anh ơi. Dạ. Ồ. Là bây giờ anh đang ở Cà Mau hả anh Hoài? Dạ dạ em đang ở Cà Mau. Dạ tại thành phố luôn hả anh? Dạ không, em đang ở huyện Nam Căn của tỉnh Cà Mau anh ơi. Wow, xa dữ ạ. Dạ. Rất là vui được gặp anh Hoài ở tận Nam Căn của Cà Mau. Mà nghe chương trình rõ không anh? Dạ cũng rõ anh ơi. Nghe qua làn sóng hay là nghe qua app? Dạ không, em chỉ nghe qua app này trên Facebook thôi đó. Dạ, sống ở 103.2 Sóc Trăng xuống tới đó chắc hơi xa đúng không? Dạ hơi xa anh ơi. Dạ. Dạ. Rồi. Anh trước đây anh có nghe chương trình này qua kênh nào mà mình biết rồi mình tham gia là mình nghe luôn từ đầu anh? Em cũng biết qua bên Facebook đó anh. Dạ. Dạ. Xưa thì em bút chuyên nghe đài. Dạ. Thì em biết với chương trình. Nhưng mà trước đây là anh có làm việc ở nơi khác không hay là mình chỉ làm việc Cà Mau xưa giờ thôi? Dạ có nè, xưa em cũng đi phụ xe chỗ anh Phương, hỗ anh Phương ở trên quận 12 anh. À mới xong vừa lời cái... gửi lời chúc đó đúng không? Dạ dạ đúng. À. Thì rồi xong cái sau này em về anh xe làm việc tại công ty xây dựng ở Cà Mau này. Dạ. Anh dạ. Thương ở quận 12 hả? Anh Phương hai với anh Phương Quảng Nam. À dạ. Chắc là thấy anh có giao lưu với anh Phương không, không biết nữa, không nhớ, nhưng mà nghe tên thì cũng quen quen mà ở quận 12 nữa. Dạ. Mà giao lưu với nhiều bác tài. Mấy hôm nay thời tiết ở Cà Mau như thế nào anh Hoài? Ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Đông Nam Bộ có vẻ nắng quá, nắng gắt quá. Dạ ở Cà Mau em cũng nắng gắt, với lại ở đây nước mặn nữa. À. Nắng gắt với cộng với nước mặn lên cũng hơi khó chịu. Dạ. Người đến rít đúng không? Dạ đúng rồi. À, gió nhiều nữa. Dạ. Gió thổi qua biển vô nữa, hơi muối nó bay vào. Dạ. Mà nghe nói là, không phải nghe nói mà hình ảnh cũng như là một số cái thông tin từ các cái cơ quan phòng kiểm lâm mới cho thấy là nhiều cái khu rừng của mình bây giờ khô, rất là khô, mà đối mặt với nguy cơ cháy cũng rất là cao. Cho nên là giờ cũng phải đang bàn tìm cách để phòng mà cái rủi ro xảy ra đối với những cái khu vực mà rừng ngập mặn, rừng nguyên sinh như thế này. Dạ. Dạ. Anh chạy xe ở dưới thì mình chỉ chạy là, anh nói là làm cho công ty xây dựng thì mình chạy xe gì ạ? Dạ em chạy xe ben anh ơi. À. Nhận chuyển vật tư anh, như cát, đá, đồ.